người uống trà thường xuyên và người không uống trà, ai sống thọ hơn? Nghiên cứu 100.000 người phát hiện điểm chung của trường thọ. Các nghiên cứu đều cho thấy uống trà thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ miễn dịch mạnh mẽ để chống lại bệnh tật và kéo dài cuộc sống. Trà xanh được coi là một trong những đồ uống tốt cho sức khỏe. Có nhiều ý kiến cho rằng thường xuyên uống thức uống này có thể giúp kéo dài tuổi thọ, giảm căng thẳng, chống ung thư và giảm nguy cơ mắc bệnh tim liệu điều này có phải là sự thật? Người uống trà và người không uống trà, ai sẽ sống thọ hơn? Để trả lời những câu hỏi trên, các nhà khoa học đã vào cuộc nghiên cứu. Kết quả khiến họ thực sự bất ngờ. Năm 2020, các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện một nghiên cứu trên hơn 100.000 người không có tiền sử đau tim, đột quỵ, ung thư. Những người tham gia nghiên cứu được chia những người này thành hai nhóm Nhóm uống trà nhiều hơn 3 lần một tuần và nhóm không có thói quen uống trà. Sau đó, các chuyên gia đã tiến hành theo dõi và phân tích thói quen, tình trạng sức khỏe của những người này trong thời gian 7,3 năm và tìm ra được kết quả. Nghiên cứu cho thấy những người uống trà thường xuyên khỏe mạnh và có tuổi thọ cao hơn nhóm còn lại. Đặc biệt, những người trong độ tuổi 50 thường xuyên uống trà ít có tỷ lệ mắc tim mạch vành, đột quỵ ít hơn. Đồng thời họ cũng sống thọ hơn 1,26 năm so với người cùng độ tuổi nhưng ít hoặc không uống trà. Các nhà khoa học cho rằng sở dĩ trà có tác dụng tuyệt vời này là nhờ các hợp chất mạnh mẽ polyphenol có trong trà. Họ đã phát hiện ra những hoạt chất sinh học này có thể giúp giảm tổn thương tế bào liên quan đến tuổi tác, hỗ trợ hệ thống trao đổi chất và miễn dịch của cơ thể, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ. Trong một nghiên cứu trên 40.000 người Nhật uống trà thường xuyên, các nhà khoa học cũng nhận thấy nguy cơ mắc bệnh tim thấp của những người tham gia nghiên cứu ít hơn đáng kể. Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ ở phụ nữ giảm hơn 30% và nguy cơ ở nam giới giảm hơn 20%. Một nghiên cứu khác do bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đáng ở Trung Quốc thực hiện được đăng tải trên tạp chí quốc tế Nature cũng cho thấy lợi ích thiết thực của thói quen uống trà. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 370.000 người trong 9 năm và phát hiện ra những người thường xuyên uống trà có thể giảm 16% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ so với những người không uống trà. Bên cạnh đó, một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Advance in Nutrition cũng cho thấy uống trà thực sự có thể giúp chúng ta chống lại bệnh ung thư, bao gồm ung thư dạ dày, đại trực tràng, đường mật, ung thư gan và đặc biệt là ung thư miệng. Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cũng đã công bố một nghiên cứu sau khi phân tích dữ liệu của hơn 500.000 người trưởng thành. Kết quả cho thấy rằng, người bình thường uống trà mỗi ngày có thể giảm 8% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đối với bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường, uống trà xanh còn có thể giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Từ những nghiên cứu trên, có thể thấy rằng trà là một thức uống mang lại rất nhiều công dụng vàng cho sức khỏe. Tuy nhiên, những công dụng từ trà có thực sự phát huy tác dụng với cơ thể hay không còn phụ thuộc vào cách chúng ta uống trà. Theo các chuyên gia, nếu uống một cách có chừng mực, loại thức uống này sẽ mang đến nhiều tác động tích cực. Trong quá trình dùng trà, bạn chú ý không kết hợp cùng một số loại thực phẩm kỵ, không uống sau 3 giờ chiều, không uống trà ngâm bã lâu hoặc quá nóng. Uống thêm hai loại nước này để khỏe mạnh và sống thọ hơn. Bên cạnh trà, còn có nhiều thức uống khác cũng rất tốt cho sức khỏe dưới đây là hai loại nước như thế một nước gừng gừng là loại gia vị đã được sử dụng trong y học cổ truyền từ lâu nhiều người thường đun sôi củ gừng tươi trong nước sau đó để nguội và lọc lấy nước uống mỗi sáng vì thức uống này mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe Nghiên cứu của các nhà khoa học Đức về gừng đã phát hiện ra rằng nước gừng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở một mức độ nhất định. Uống nước gừng trong thời gian dài, ngày hai lần cũng có tác dụng giảm đau, tăng cường hệ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, buồn nôn và ợ chua. Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng sử dụng tối đa 4g gừng mỗi ngày có thể giảm lượng đường trong máu và điều chỉnh sản xuất insulin hiệu quả bạn có thể bắt đầu uống nước gừng ấm vào chế độ ăn uống hàng ngày vào buổi sáng sớm, trước bữa ăn để giữ cho lượng đường trong máu được cân bằng. Loại nước này cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách cân bằng mức cholesterol trong cơ thể. 2. Nước nghệ Nước nghệ ấm là một trong những loại nước nên uống khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn chỉ cần hòa hỗn hợp bột nghệ hòa với nước ấm rồi uống khi dạ dày trống rỗng là có thể đem đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe theo đó buổi sáng là thời điểm mà chất chống oxy hóa và đặc tính chống ung thư trong nghệ hoạt động tốt nhất từ đó thói quen này có thể ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư vì chúng có khả năng kiềm hóa tế bào trong cơ thể ngăn chặn tình trạng nhân lên bất thường của các tế bào bên cạnh đó hỗn hợp nước nóng và nghệ không chỉ giúp giảm các triệu chứng viêm khớp như đau cứng khớp nhờ thuộc tính chống viêm mà còn có tác dụng loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi đường tiêu hóa kích thích sự sản sinh các vi khuẩn có lợi trong thành dạ dày cải thiện tiêu hóa ngoài ra nhiều nghiên cứu cũng cho thấy chất cucumin ở trong nghệ có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu chống viêm hiệu quả và giữ cho lượng đường trong máu của bạn ở mức ổn định